Hello, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến Thức Bổ Ích của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đôi nét về cách chơi thú cưng hamster. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Có thể nói việc huấn luyện hamster nghe lời không phải là một điều khó khăn đối với những người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những bạn mới nuôi dòng hamster cảnh này thì họ sẽ rất là khó khăn. Đây cũng là những câu hỏi thắc mắc. Theo những người nuôi hamster lâu năm, để huấn luyện được dòng chuột này để cho hiệu quả nhất, chúng ta nên dành sự yêu mến, kiên nhẫn cao dành cho chúng. Khi bắt đầu huấn luyện, các bạn trước tiên phải bỏ một ít thức ăn vào cái bát hay là những dụng cụ của chúng để cho chúng ăn á. Người nuôi nên chọn những thời điểm thích hợp, cụ thể như là chúng đang thức giấc và cảm thấy đói. Việc huấn luyện này sẽ tỏ ra một cái hiệu quả hơn và phải nói là rất là tốt các bạn. Mặc dù chúng ta đã thuần hóa chúng, nhưng khi mà lọt lòng từ trong cái bụng mẹ ra, bản năng của chúng có những cái sự sinh tồn. Chúng ta phải tôn trọng và nuôi dưỡng. Những cái kinh nghiệm nuôi dưỡng này sẽ giúp chúng ta thương yêu nhau và gần gũi với chúng nhiều hơn các bạn. Tập tính của các chú hamster thì sống theo bầy đàn, cũng có không ít số con sống đơn lẻ. Đôi khi chúng ta làm chúng giật mình, bởi vậy chúng có sự phản kháng và cắn lại chúng ta, bởi vì chúng ta xâm phạm lãnh thổ của chúng. Theo các chuyên gia có kinh nghiệm nhận định rằng, nếu mà chúng ta nuôi hamster mà không có ý định sinh sản thì tuyệt đối không nên ghép chúng với nhau, đặc biệt là không ghép hai loài hamster khác nhau sống chung một nơi, bởi vì chắc chắn rằng sẽ xảy ra tranh chấp lãnh thổ các bạn ạ. Thực sự mà nói, nếu mà chúng ta ngồi bàn sâu về vấn đề chú hamster, tức là thú cưng đó, thì bàn hoài, bàn mãi không thể nào hết được. Bởi vì đây là một giống mà có chỉ số IQ rất là cao. Hy vọng rằng một bài chia sẻ ngắn ngủi như thế, chúng ta cũng có một phần nào thư giãn và một tí gì đó yêu động vật hơn. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn có những giây phút thư giãn và tích góp được những kiến thức nếu mà chúng ta vào trong cái việc chăn nuôi hamster. Bye bye các bạn nha.